Chào anh em, rất vui được gặp lại anh em ha. Mình là Sam. Hôm trước mình có review cho anh em một cái con Christopher World Bronze rồi. Nay mình sẽ review cho anh em thêm một cái con cũng thuộc dòng C60 Twin bộ 600 nữa. Nhưng mà con này là dòng MK3, dòng mới nhất. Và con này đặc biệt có thêm GMT. Thì cái dòng C60 Twin bộ 600 nó là một cái dòng đã làm nên tên tuổi của hãng và được rất nhiều anh em ở trong nước và anh em quốc tế ưa chuộng. Mình xin mở hộp ha. Thì cũng như thường lệ, đây là một cái sách hướng dẫn sử dụng. Rồi, thư cảm ơn và cái phiếu bảo hành. Đây mình sẽ có một cái khăn. Rồi, nhưng mà chính của mình đây. Thì hãng họ không còn sử dụng dây da nữa mà thay vào đó là dây hybrid và dây kim loại. Thì đây là phiên bản dây hybrid. Dây hybrid thì ở phần trên đó là bằng vải NATO chống nước và phần dưới là thiết kế thoát mồ hôi rất là tốt. Ở đây có một cái logo của hãng. Size 38 thì tính từ đây qua đây. Em này có độ dày là 13,5mm và lớp sau lớp của nó là 45mm. Có nghĩa là nó sẽ dày hơn phiên bản cũ 0,7mm và ngắn hơn phiên bản cũ 0,5mm. Phần lớp sau lớp này có một cái viền phay xước, ở phiên bản cũ thì nó lớn hơn phiên bản này. Nhưng mà bù lại thì họ để lộ hai cái phần bóng và họ gọi cái phần này gọi là light catcher, có nghĩa là một cái viền bắt ánh sáng. Nếu mà anh em nhìn thực tế theo cái cách này thì nó như một cái tàu bay và khá là dày, cực kỳ đẹp luôn. Mình xin nói thêm về cái kính sapphire con này ha. Kính sapphire con này là dày 3,4mm, rất là dày. Phần đáy thì họ thay đổi cái logo này lớn hơn và những cái chấm tròn ở đây họ thay bằng những cái khóe này, nhìn cực kỳ thể thao và hiện đại. Do đây là phiên bản GMT cho nên những cái cọc số này không phải là 20, 30, 40, 50 mà nó sẽ được thay bằng 2, 4, 6, 8, 10 cho đến số 22. Và mình cá nhân mình thấy những cái số này nó đẹp hơn và nó làm cho cái đồng hồ gấu hơn rất là nhiều. Engine này được hãng họ thiết kế lại làm cho nó cao hơn, giúp chúng ta khi mà xoay nó rất là dễ, và cái tiếng của nó được cải thiện lại rất là tốt, nghe rất là giòn và rất là sang, tiếng rất là lớn luôn. Ở dưới đây thì như anh em có thể thấy thì có một cái logo hãng anh chìm. Lâm này họ đã thay thế bằng một cái loại lâm gọi là Super Luminova, gọi là CX1, chế độ sáng tốt hơn những phiên bản cũ 80%, và họ làm cái phần lâm lớn hơn cho nên nó bắt sáng rất là tốt, cực kỳ sáng luôn. Ở dưới thì mình sẽ có chữ Christopher World ngay góc 9 giờ ha, Automatic GMT 600m. Ngay chỗ ô lịch của mình thì họ đã thay bằng cái nền đen cho nó hợp với cái mặt này. Phiên bản này đa màu đỏ thì rất là hiếm, và khi mà họ kết hợp với kim GMT thì tạo ra một cái đồng hồ rất là phong cách. Bộ kim này thì được thay bằng bộ kim lưỡi kiếm, kể cả kim dây họ cũng sửa lại chút xíu. Và cá nhân mình thấy bộ kim này rất là trẻ trung, rất là thể thao. Nếu như phiên bản MK3 thông thường họ sử dụng máy CTA SW200 thì ở trên phiên bản MK3 GMT này họ sử dụng máy ETA 2893-2 hoặc là CTA SW330. Đây là một trong hai bộ máy khá là ngon và chắc chắn là nó sẽ ngon hơn cái máy CTA SW200 rồi. Cho nên giá retail của nó rơi vào khoảng 1.150 đô. Anh em có thể thấy nó bắt sáng rất là kinh. Xin cảm ơn anh.